Truyện tranh Trạng Quỳnh, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 51. Người nhân đức, cổng nhà, mắm ủ tờ. Ôi, con rồng yêu quý của ta! Ông là người nhân đức, tôi sẽ ban thưởng cho ông. Sáng mai tôi sẽ trả cho ông 100 nén bạc. Ôi, sung sướng quá! Sáo, cốt! Sao mày đánh chết con rồng quý của tao? Nó xạo ông, nó đáng tội chết. Đền con rồng cho tao! Đền con rồng cho tao! Mơ gì mà la ghê vậy? Có một con rồng sắp cho tôi vàng, nhưng thằng mía đánh nó chết rồi. Mía, lên tao biểu. Mày đánh chết con rồng quý của tao, đen đi. Rồng nào, con làm sao mà đánh nổi con rồng? Con rồng báo mộng, sáng mai sẽ cho tao vàng. Ngay lúc đó mày xuất hiện đánh chết nó. Chỉ là giấc mơ thôi mà. Giấc mơ của tao luôn thành sự thật. Đền con rồng cho tao. Trên đời này làm gì có con rồng mà ông đền con? Không có rồng sao người ta biết mà vẽ, mà khắc tượng? Tìm bắt một con rồng cho tao, nếu không mày phải trả nợ cho tao. Trên đời này có rồng không hả Quỳnh? Có chứ. Để tao bắt một con rồng cho cha mày. Mày ra chợ cá gom vảy cá, vây cá cho tao. Ông Sáu ơi, ông giúp con một chuyện. Chuyện gì cũng được, trừ chuyện quậy. Ông có nghề bắt kỳ đà, ông bắt cho con một con lớn được không ạ? Chuyện là vậy, con cần con kỳ đà đó để giúp chú Mít. Có sẵn một con trong chuồng kìa, cho con đó. He he, cho mày uống thuốc ngủ để dễ làm việc. Vảy cá nè, dán lên người nó đi. Nặng bột làm rau, sừng cho nó. Làm cái mũi to ra. Vẽ thêm con mắt cho dữ một chút. Thấy giống con rồng không? Tao có biết con rồng tròn méo ra sao đâu mà hỏi. Đem về đưa cho cha mày, nói cha mày đưa chồng phú hộ, liền kéo nó tỉnh lại, dặn cha mày nói vậy. Ông ơi, con bắt được con rồng rồi đây. Sao nhỏ xíu vậy? Vậy là ông không biết gì về rồng. Các thầy địa lý nói vậy nè. Lúc ban đầu rồng nhỏ lắm, nó bay đi khắp nơi để tìm quý nhân mà giúp đỡ. Nó đậu ở từng nhà, chủ nhà nào là người nhân đức thì nó hóa lớn ra để phù hộ. Mày coi vậy mà thông thái ghê. Để nó lên nóc nhà đi, tao là người nhân đức, nó sẽ hóa lớn và sẽ cho tao vàng. Cho ổng vàng thơm chứ đừng cho vàng thối ngang mày. Con rồng đâu? Nó đi mất rồi. Sao lại đi? Sao không cho tao vàng? Có lẽ ông hơi bị yếu về cái vụ nhân đức nên nó đi. Lỗi tại ông không phải tại con. Đừng có bắt đền con nữa à. Ủa, tao ác lắm hả? Ông vô nhà con nhỏ chè làm gì vậy? Đâu có. Ông đi xăm xăm vào đất nhà nó mà còn chói. Lộn, tôi vô nhà ông thợ may, nhưng tại nhà ông không có cái cổng nên tôi đi lẹt. Chói hay lắm. Tôi nói thiệt đó. Oan cho tôi. Thiệt tình là tôi vô nhà ông thợ may, nhưng nhà ông không có cái cổng nên tôi đi lẹt qua sân nhà con nhỏ bán chè. Hôm qua tôi bị trời sập. Vậy thì từ nay đi đâu ông cũng mang theo cây thước dài. Muốn vô nhà nào thì ông đứng trước nhà đó, chỉa cây thước thẳng vô cửa,
rồi đi theo cây thước mà đi, khỏi bị đi lệch nữa. Có lý à, đi lệch vô nhà đàn ông không sao, chứ lệch vô nhà mấy cô thì chết. Nhà ông thờ may kìa, chĩa cây thước vào cửa. Đi theo cây thước vào, khỏi lệch sang nhà bên cạnh. Ông Lý cầm gậy theo làm chi vậy? Cho ra vẻ quý tộc, mấy ông quý tộc bên tay đi đâu cũng có cây gậy trên tay. Con cũng làm quý tộc, thằng khỉ dám chọc tao. Gâu gâu, tao đâu có đánh mày. Không ổn, ra đường mà cứ kè kè cây gậy, bị người ta chọc, lại có khi bị chó rượt vì nó tưởng mình sắp đánh nó. Làm cách khác đi, ông ra lệnh mỗi nhà đều phải có một cái cổng để khách tới không đi lệch đường. Loa loa, làng ra lệnh mỗi nhà phải làm một cái cổng, loa loa. Nhà như cái chòi mà cũng phải làm cổng. Cổng ra vào chứ không phải cổng đám cưới, gỡ xuống. Quỳnh, nhà tao có cái cổng, sao mày không đi qua cổng? Đi ra, qua cái cổng tao mới cho vô. Đúng rồi đó. Ai bày ra cái vụ này vậy? Ông Lý, vì nhà không có cổng nên ổng cứ đi lệch qua đất nhà mấy chị, ổng sợ tai họa. Có ông thầy dùi nào xúi ông Lý làm chuyện tào lao đây? Loa loa, ngày mai làng đi kiểm tra, nhà nào chưa có cổng sẽ bị phạt. Tao phạt ổng trước, gọi tụi nó theo tao. Thưa ông, nhà con có cổng mà mấy thằng này không chịu đi vô cổng, tụi nó cứ đi lệch qua đất nhà người khác không à? Không qua cổng thì đuổi đi. Tụi nó nói ông Lý ra lệnh làm cổng, chứ đâu có bắt buộc phải đi qua cổng. Ông ra thêm lệnh, ai không bước qua cổng sẽ bị phạt tiền đi. Để ta làm. Loa loa, ai vô nhà mà không đi qua cổng sẽ bị phạt tiền. Loa loa, nhà bà cụ này chưa có cổng, làm cho bà đi. Cổng gì thấp chuẩn vậy? Kệ, cứ làm cho tao. Tốt, tốt. Sao cổng này thấp tè vậy? Dạ, cổng đời mới ạ. Ở bên Tây bây giờ họ làm cổng như vậy không hà? Ông Lý ơi, có đám đánh bại trong nhà kia. Chúng mày chết với ta. Ông Lý bị phạt rồi. Phạt cái gì? Ông không chịu đi qua cổng. Cổng thấp tè, ta không đi qua được. Còn qua được nè. Ông Lý nộp phạt đi. Hừ, dẹp mấy cái cổng đi. Tụi nó cứ ở sau mấy cái cổng luôn mà đánh bài, ta không vô được. Tìm đứa nào bày trò làm cổng luôn cho ta, nó dám chơi trác ta. Tại ông hay nghe lời người ta suối, ai nói gì ông cũng làm theo mà không suy xét. Đi đâu mà mặt mày hầm hầm vậy, lại có vũ khí nữa mới ghê chứ. Đi đánh bà xong. Sao lại đánh bà? Bà là vợ bé của cha tôi, bà ác lắm. Cha tôi có bao nhiêu tiền bà lấy hết, mẹ con tôi đói khổ. Hồi sáng thằng em tôi tới xin bà ít tiền về đưa thằng Út đi khám bệnh, nhưng bà không cho, thằng Út vẫn sốt kìa. Tào lao, chuyện của người lớn mình đâu có được xí vào. Hơn nữa đánh người ta là có tội đó. Kệ tôi, tức quá rồi. Nga, Nga, đừng có làm bậy. Kệ tôi, cản tôi là tôi đánh nè, đang quạo lắm đây nè. Dữ ghê. Theo cản nó. Để đánh ai vậy? Cốt, đánh bà. Hỗn láo, trác. Chết mày nè, ói ói. Cho con xin đi, bà buông nó ra đi. Ói, mày kéo tóc tao, đau quá. Cốt. À,
mày đánh tao bé đâu? Đâu có, bà vấp té vào cục đá mà. Ông ơi, con của bà Quỳnh đánh tôi bé đầu, máu chảy như suối nè. Bắt nó. Sao mày dám đánh vợ tao? Con đâu có đánh. Thế máy đánh con Nga bầm dập, còn kéo thế máy ra, thế máy vấp té đập đầu vào cục đá. Nó chối tội, nó cầm khúc cây to như cái cục đình đập vào đầu tôi, kêu cái rầm. Sao bà đánh con Nga? Nó đánh tôi trước. Sao con lại đánh gì? Con ghét bà ác lắm. Ông phải bắt một trong hai đứa, không bắt tôi về quê liền bây giờ. Tao đố mày, ông lấy bắt đứa nào? Đương nhiên là con Mắm, con Nga là con của ông Lý, đâu có bắt được. Nhốt nó. Chuyện của người ta xí vô làm chi để bị nhốt? Nó bị lây bệnh của con, thích xí vô chuyện thiên hạ. Vậy là lỗi tại con. Ừ, nó bắt trước con, lỗi tại con, tìm cách cứu nó đi. Nhờ chú Lưu qua làng bên đó nói chuyện với ông Lý Thạch, xin cho nhỏ Mắm. Không được đâu, tao với ông Thạch mới cãi nhau nảy lửa mấy bữa trước, không xin được đâu. Hai ông Lý cãi nhau về chuyện gì vậy ạ? Tao nói đàn ông mà có vợ bé là tào lao, ổng nói đàn ông không có vợ bé là cùi bắp, thế là cãi nhau, suýt đánh lộn. Hi hi, còn nhỏ ở trong tù chịu sao nổi, một ngày nó tắm tới 3 lần, trong đó đâu có nước mà tắm. Mà để con tìm cách, đừng khóc nữa, mà khóc coi xấu kinh khủng luôn đó. Ông Thạch có thằng con trai trạc tuổi mình phải không? Ừ, nó là thằng Xanh, tao quen nó. Sao vừa thôi ông? Ông mà quen với con Lý trưởng. Thiệt đó, lần đó nó bị một thằng nọ đánh, tao cứu nó, rồi nó làm bạn với tao. Nó hay theo tao đi đào trộm khoai lang. Nó hiện hay dữ, bà trợ lắm. Bày rủ nó ra đầu làng chơi đi. Thằng kia làm gì vậy? Ta là Chân Tinh, ta đi tìm Thạch Xanh để báo thù. Ê, Thạch Xanh là tên của cha con tao, cấm động tới ạ. Cha nó tên Thạch, nó tên Xanh, cha con nó gộp lại là Thạch Xanh. Vậy thì ta sẽ bẻ cổ hai cha con mày. Hỗn láo. Cốt. Ôi da, chết mày nè. Cốt. Á, mày đánh tao bể đầu, nứt sọ, móp não rồi nè. Máu tuôn xối xả luôn nè. Bắt thằng nhỏ này. Nó xúc phạm cha con của con. Nó xúc phạm bằng miệng, mày chỉ được quyền đánh bằng miệng. Mày đánh bằng tay là có tội. Ông Lý ơi, cậu Xanh đánh người ta bể đầu, bị ông Lý Lù bắt rồi kìa. Lão Lù tiểu nhân, đánh người lỗ đầu có đáng gì đâu mà bắt con tôi. Ông thù vặt tôi. Đánh người lỗ đầu không đáng gì hả? Ừ, đánh người gãy tay què chân mới đáng tội. Lỗ đầu chảy máu tí là hết. Vậy sao ông bắt con nhỏ Mắm? Nó cũng chỉ làm vợ bé của ông lỗ đầu thôi mà. Ờ, tôi chỉ dọa nó thôi mà. Tôi cũng chỉ dọa con ông thôi mà. Trao đổi tù binh hen. Ừ, trao đổi tù binh. Dẫn hai đứa nhỏ ra đầu làng đi. Ủa, cái đầu của mày đâu có bể. Làm sao mà bể đầu tao được? Tao đội cái đầu chằn lên rồi, để một bịch bong bóng heo đựng tiết việt bên trong. Nó đập lên, bẻ cái bong bóng heo, đổ máu. Hai phe cùng thả tù binh một lượt. Về đây Mắm. Về đây con. Ha, ở tù có một ngày mà tàn tạ như con ma le. Hù à, không thương xót tôi mà còn chọc tôi. Đợi đánh ông Quỳnh. Nè, tôi cứu Mắm ra, chưa cảm ơn tôi mà còn chửi tôi hả? Cảm ơn ông, trời đánh.